Con ở Tiền Giang này á. Thầy ơi, cho con hỏi là mấy bé là đi một trung tâm hay là sẽ chia đi thành một trung tâm? Dạ. Mà được ở chung phòng nha. Ồ. Mà 14 bé hay sao thầy? 14 bé được ở chung phòng. À dạ. À bắp ở riêng tại bắp nhỏ quá đúng không thầy? Dạ. Rồi như bo bin là ở chung một phòng hết. Dạ, bo bin nhau rồi. Nói chung là 13 anh em ở chung phòng. À vâng ạ. Vậy là phòng nó cũng lớn thầy ha? Dạ. Tất cả phòng lớn rồi nhà học máy tính, nhà học anh văn, nhà học thêm rồi. Phòng ốc nhà vệ sinh đều thay thế. Dạ. Bắp đi bắp có khóc không thầy? Thầy ơi, khi bắp đi bắp có khóc không thầy? Bắp mới đầu cũng hơi hiện những khóc. Dạ. Nhưng chút xíu mấy chú đã tâm lý lắm. Chờ nó đi. À vâng ạ, cho bé nó đỡ, nó quên đi đúng không thầy? Dạ. Dạ. À, ai thầy nói ai mặc áo sư Minh Tuệ thì cứ ngồi gần thầy. Dạ, cô chú nó chụp, đưa cái điện thoại nó chụp cho ạ. À? Dạ. Vâng ạ. Rồi. Tốt nghiệp hay quá. Dạ. Cô là người dê phước lành rất là nhiều. Hôm nay cô mới về Việt Nam hay sao cô? À, cô về cũng được 2 tuần lễ rồi. Dạ. Ừ. Cô từ đâu Sài Gòn xuống hả cô? Ở Sài Gòn cô xuống đây. Dạ. Ừ. Là mình xuống chỉ mong gặp thầy chứ không có việc gì khác đúng không, không cô? Chỉ mong gặp thầy cúng dường cho thầy để lo cho mấy chú tiểu thôi. Dạ. Nghe nói thầy thay xây nhà gì đó thì mình cúng dường bằng cái tâm của mình thôi. Dạ. Rồi ví dụ như sau này còn cái duyên nữa thì cuối năm có mấy người nhà về đây á thì sẽ mướn cái xe đi thẳng xuống cái này. Dạ. Còn cái này làm bữa nay cô đi xe qua mai cô đi đại thôi chứ cô đâu mà cô chờ cô về luôn nha. Ủa con đi bằng xe gì? Con đi bằng xe Honda. À vậy hả? Đây con, mà chạy giờ không? Cô đăng ký cho bạn này chờ cô về luôn. Cô về đây là cô biết đến thầy từ lâu chưa cô? Cô biết thầy là trước khi cái lúc mà cái bài hát chú tiểu á. Dạ, ra đời. Là lúc đó cô Phi Nhung nói là của thầy Minh Đạo mà lúc đó thật ra thầy thầy không có nổi tiếng lắm nên dạ, cô không vâng. Có ấy nhưng mà cô rất thích cái bài hát đó. Dạ. Đó. Tiếc cô, tiếc cho cô. Nghe cô Phi Nhung sắc cô Phi Nhung nói là của thầy Minh Đạo không con? Có. Cô Phi Nhung có nói này là của sư phụ Minh Đạo ở dạ. Mà không có nói chùa ở đâu. Dạ. Của sư phụ Minh Đạo sáng tác mà Phi Nhung phổ nhạc đưa cho người ta phổ nhạc ra. Rồi lúc đó con bé gì mà con của cô Nhung hát á, con bé nhỏ nhỏ đó, con bé Như á nó hát. Thì tự nhiên cô thích cái bài hát đó. Rồi cái sau này cô Phi Nhung mất thì thỉnh thoảng cô cũng hay mở cái bài hát đó cô coi. Tới khi mà sau đó là bắt đầu cái giờ dụ thầy Minh Tuệ rồi là thầy Minh Đạo sám hối thì người ta mới đăng lên bài hát đó là của thầy Minh Đạo sáng tác. Rồi thầy thấy thầy cầm đàn thầy hát. Có rất nhiều người nói là cô Phi Nhung là tự nhận của mình là sáng tác cái bài hát đó. À, nó không có đâu. Trên mạng, trên không gian mạng, ở trong cái clip bài hát không. Đó có tranh cãi rất là nhiều luôn. Không có đâu. Cô coi rõ ràng, cô nghe con Nhung nói là xem chính cái lâu rồi, mà cái lúc mà thường cô Nhung mất á là đã đưa cái thông tin đó lên lâu rồi. Dạ. Mà lúc đó nói chung mình không có nghĩ ai sáng tác thì không quan tâm mà chỉ nghe cái bài hát mình thích thôi. Nhưng mà tới khi sau này mới YouTube mới đưa lên là nói thầy Minh Đạo sáng tác cái bài hát đó nên là thấy thầy ngồi thầy hát. Dạ. Đó là thầy là cô rồi là đã ok rồi cô thích rồi hiểu không? Tới rồi sau đó là xảy ra cái chuyện mà sám hối của thầy nữa thấy tội quá. Đó. Cô ơi, cách đây nửa tiếng đồng hồ thầy mới hát bài đó tại đây luôn á. Để tí con mời cho cô nghe, con có quay lại cái vấn đề đó. Mà cô xuống đây cô có biết là sáng nay các chú tiểu đã đi về trung tâm rồi không cô? Không, cô không biết mà cô chỉ nghe nói là thầy xây nhà cho mấy chú tiểu lớn mười mấy tuổi ở đây để đi học. Sáng nay là 14 chú tiểu mới đi về trung tâm bảo trợ xã hội với sáng nay. Hôm bữa trước cô coi trên mạng là thấy còn bu theo thầy. Dạ. Thầy mới đi quá. Với các bé xong thầy mới về tức thì đó. Cô mới gặp được á cô. Rồi bây giờ thầy ở đây lại mười mấy chú tiểu lớn đúng dạ, không? Dạ còn 30 người ạ. Còn 30 dạ, người. Dạ vâng ạ. Thì thôi thì dạ. Duyên mấy em nó đi nó cũng nhớ thầy. Khóc rồi kìa, khóc rồi kìa. Không mà gặp được thầy mừng lắm em dạ, ơi. Dạ cảm ơn cô. Rất là mừng luôn. Rồi chị khóc rồi. Con khẳng định là hôm nay cô, tại vì cô là người ở xa nên con khẳng định là cô phước của cô rất là lớn và duyên lành của cô rất là nhiều. Dạ. Dạ. Chứ con thật sự luôn. Từ ngày hôm kia tới ngày hôm nay luôn rất nhiều đoàn, rất nhiều Phật tử đến đây và phải đi về. Dạ. Có ngày hôm qua là không được vô đây
À, vậy đó hả? Yeah. Bởi vì mình trước khi cô đi là cô nguyện mẹ em qua cô thắp nhang, cô nguyện Quan Âm dắt cho cô đi tới sao cho con gặp được thầy Minh Đạo hoặc là gặp quý nhân của thầy, đưa đường nhắn lối cho con gặp được thầy với mấy chú tiểu, nếu không gặp chú tiểu thì gặp thầy. Cho nên là rất là cảm ơn cô đã thương yêu thầy, cô đến thầy Minh Đạo và chúc cho cô thật luôn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an. Ở nhà cô cũng hay làm từ thiện lắm đó, cho nên là mình biết rồi thì sau này cái mình cứ giúp đỡ cho thầy thôi. Thấy đồn nha là nó trốn đi, mà lần nào nó trốn đi là cũng bị gian nan khổ khó hết. Nó là tính 10 lần trốn đi rồi đó, chứ không phải dưới 10 lần đâu. Mà họ đi 5 năm, 3 năm, 3 tháng, 2 tháng rồi được quay về. Nhiều khi sắm cho chiếc nhẫn sinh nhật, mừng lắm sắm xong cái đi bán ăn mất tiêu, về không còn chiếc nhẫn. Nhiều khi sắm cho cái dây chuyền lúc sinh nhật rồi đi sao gì về không còn cái dây chuyền. Ở trên đời này mình nếu mà nói về thầy á, thì không có ai mà thương đệ tử bằng thầy đâu. Thương trong gan trong ruột mà thương ra. Tụi con đừng bị người ta lợi dụng. Thời buổi giờ mà tự nhiên tới sắn sắn vô mà đòi nhận đứa con nuôi mà cãi thì cố xác đó. Coi chừng nó về là nó đem qua Trung Quốc, đem qua Campuchia hồi nào không hay là chết luôn. Mấy cái người dân quê nghèo nè, nó bị người ta đưa qua Campuchia đi làm với mức lương 30 triệu một tháng, ai không thích. Vay tiền với đồ đưa đóng cho họ đưa qua Campuchia, đam Campuchia xong rồi nó bán riết. Nó bắt làm toàn những cái chuyện phi pháp không. Cuối cùng mà nó giết chết bên đó cũng có, rồi phải đóng tiền để chuộc về mà đi qua xã hội đen không. Lúc đi thì có 20-30 triệu mà chuộc tới 400-500 triệu, 300-400 triệu, nhà nào cũng bán bò, bán xe, bán đất, bán lúa mà chuộc không được. Có khi chuộc còn có cái hũ á, chết mất rồi. Thời buổi bây giờ thật sự là xã hội rất nham hiểm, ngay cả những người tu mà còn nham hiểm không đỡ được kịp, thì bên ngoài thật sự khó lường. Nên hôm nay là chỉ đương cung rồi là chỉ chấp nhận những cái gì có giấy, cái tờ đàng hoàng mình mới ký thác thôi. Còn dạng khác là không chấp nhận cái gì hết. Nên các con giữ giùm để bắt cho thầy. Nó thẳng luôn là không cho ai hết. Cho dù giàu cỡ nào cũng không cho. Vì hạnh phúc đâu phải là giàu nghèo. Nếu mà giàu mà hạnh phúc, tôi có tiền, tôi có quyền, tôi có đủ điều kiện tôi cho ăn học, sao không cho tôi? Giàu mà cô đơn thì làm sao có hạnh phúc? Không cô đơn sao đi tìm con cái bên ngoài nhận nuôi? Nhà mình nhận thác từ một người cha, một người mẹ, một người bà, phải giữ cho đến cùng để sau này người ta tới, người ta thăm con người ta còn thăm nguồn cội người ta, nếu người ta nghèo. Lỡ như người ta làm ăn được, người ta tới thì nhận con, mình còn có cái để mình gửi lại cho nó trở về những nguồn cội. Thế còn người ta nhận con nuôi rồi thì cái thứ ích kỷ không bao giờ nó cho biết nguồn cội đâu. Nhiều khi nó đổi tên, đổi họ hết trơn luôn, muốn đi tìm không dễ đâu. Nhiều người nhận xong về thay đổi cái xanh hết trơn luôn. Như cái chùa Bồng Lai này kia kìa, trước xưa mình ông nhận về ông đổi thay xanh hết. Cuối cùng sau này là họ khác hết, không có mang cái họ cũ. Còn mình ở đây mà ai còn thay xanh, còn cái tên mình cũng vẫn. Ồ, cô từ Canada về. Dạ, thầy đang ngồi bên phía bậc thềm quý vị ha. Ở bên hồng chánh điện ạ. Chú phụ ơi, chú phụ. Để con ngồi dưới chân. Tại sao cái điện thoại nhìn cái mặt trẻ dữ vậy? Giống học sinh trên thầy không á. Chú phụ, giống học sinh trên nào đó quá à. Vậy hả? Rồi sửa lại cái nữa đi cô. Rồi nè. Một hai ba. Rồi ok. Em cảm ơn anh chàng. Dạ. Để chụp xong đi. Dạ. Từ từ ra cũng có hết. Các cô chụp hình với thầy quý vị ạ. Ai cũng muốn lưu lại tấm hình lưu niệm với thầy ha. Tại vì các cô đường xa xôi ha, có duyên lành thì mới gặp được thầy ngày hôm nay.
con cầu nguyện quá trời. Chụp hình mà thấy cái mỏ đó là biết địa chỉ rồi thấy không? Mỏ nó đưa ra. Khùng mà vuốt cái nó bớt là ông Phật ông vuốt hết rồi. Mấy nào mấy nào. Dạ dạ chồng ba ta qua mấy cái đầu có đó mà con đứng gần chung phụ đi về thì được không? Dạ con cũng chưa biết nữa, nhưng mà con báo cáo cho với cô thì ở trên đó là sáng con lên nhà cửa rồi phòng học cách chăm sóc ăn uống rồi đầy đủ tốt đẹp lắm. Dạ với cô chú bên đó bạn điều hành giám đốc tốt lắm nên mình cũng yên tâm rồi. Thầy ơi cho con hỏi là mấy bé là đi một trung tâm hay là sẽ chia thành nhiều trung tâm? Dạ mà được ở chung phòng nha. Ồ à, 14 bé hay sao thầy? 14 bé được ở chung phòng. À dạ. À bắp ở riêng tại bắp nhỏ quá đúng không thầy? Dạ. Rồi như bo pin là ở chung một phòng hết. Nói chung là 13 anh em ở chung phòng. À vâng ạ. Vậy là phòng nó cũng lớn thầy ha? Dạ. Tất cả phòng lớn rồi nhà học máy tính, nhà học anh văn, nhà học thêm rồi. Phòng ngóc nhà vệ sinh đều khang trang. Dạ. Bắp đi bắp có khóc không thầy? Thầy ơi, khi bắp đi bắp có khóc không thầy? Bắp mới đầu cũng hơi thiện định khóc. Dạ. Nhưng chút xíu mấy chú đã trung tâm lý cho nó đi. À vâng ạ, cho bé nó đỡ, nó quên đi đúng không thầy? Dạ. Dạ. Mấy chục năm rồi? Học đi mà thật thì bao khắp cái phụ chấm đi xe vô đâu, nó đóng cửa, nó không có cho ta vô tiệm nó ngầu luôn, nó tẩm đầu. Của cô la, tôi nói với cô nào ăn cháu cái mập, tôi sẽ giải quyết được hết. Đừng có ào vô đây, dân bắt nó kỳ cục đó. Dân bắt nó kỳ cục, để tôi mua cho. Tôi mua cơm cho, hợp tác thao. Nói vậy chính, ra gửi xong thầy bắt nó kỳ cục. Dân bắt để thiếm hả? Không có gì. Thiếm, thiếm gửi ai không? Thiếm gửi cho anh. Tạo, để ông tạ không chịu, mua cơm, người ta mua cơm, người ta làm những công thức này là có đồ ăn. Tạo cho nó tổ ăn cho nó lướt, tôi phụ xuống đi. Món một lần như vậy, sáu hầm của xe tải, ở xe bốn năm chỗ đó, mà một bên ba hầm, tụi con được nhóc, thầy nhóc đồ ở dưới, cũng chở lên rừng núi, cô phụ tính đi chở rừng núi Lào Cai, em bái Sa Pa, Yên Tử, mà cái chỗ đó là bắt đầu hồi đó nó khổ lắm, mấy chục năm về trước. Ông già xin phép cô phụ trong con kè biết đi mà ra xe đâu đâu được đâu mà các anh con thử lắm cô phụ ơi. Dạ mời biết con ngồi đây chụp con tấm hình mà đường cầm. Dạ, à, các cô chú Tiền Giang quý vị à, vô mà không ngờ đi vô phía bên trong này cũng vừa mà không ngờ gặp được thầy. Các cô rất là vui mừng luôn quý vị à, ai thầy nói ai mặc áo sư Minh Tuệ thì cứ ngồi gần thầy. Dạ cô chú nó chụp đưa cái điện thoại nó chụp cho ạ. Dạ vâng ạ. Rồi cô ơi con ngồi xích qua một bên này cô cho dạ ok rồi đẹp rồi cô nhìn đây nha. 2 3 tắm nữa 3 2 dạ rồi rồi nuốt số 1 của người ta rồi 3 2 dâm cho với thầy một tấm đi. Mỗi người ai cũng muốn chụp với cô, ai cũng muốn chụp cái hình với thầy một tấm riêng. Đây hai tâm huyền mi giờ đi chụp hình à cho thầy. Vô chụp đi.
Rồi anh, bây giờ là nếu như mà thầy Minh Tuệ có về trên Gia Lai thì cô có đi không? Có, thầy đi nữa đó, đi. Về Lít Gia, đi không về là đi đó. Đi ra ngoài rồi, không đặt thầy về là đi nữa. Dạ. Thầy về là ra nữa. Dạ, thì con cũng cầu chúc cho cô được hữu duyên gặp được ngài Minh Tuệ nha. Ước ưng là gặp thầy. Rồi, cô mà về có coi á, thì bây giờ một lát nữa con sẽ chia sẻ những cái kênh cho cô về cái xem luôn. Bây giờ đây là bữa cơm đầu tiên sau khi thầy đưa 14 bé đi đến các trung tâm, quý vị ha, thì quý vị có thể thấy một cái không khí cũng đượm buồn quý vị ạ. Nãy thầy có nói là cũng có các em ha, các anh trên 18 tuổi cũng buồn vì các em của mình ha đã đi không còn ở tu viện nữa mà không xuống ăn cơm, thì thầy có nói là cứ mọi người phải bắt buộc là phải xuống ăn cho đầy đủ, đừng có buồn, đừng có phiền gì cả, cuộc đời còn rất là nhiều chuyện xảy ra, không riêng gì chuyện này. Quý vị có thể thấy có những cái hàng ghế đây ạ, đang bây giờ đã là trống rồi ạ. Các bé bây giờ thì đã có lẽ đang dùng cơm trưa tại trung tâm bảo trợ xã hội giữa thành phố Vũng Tàu.